do chúng ta giấy tờ kia mà lấy bảo hiểm chứng minh nha. Em cũng thấy anh mới đi một xe đi lãnh đồ gia công là quẹo em cũng quẹo em xuống xin nhanh chứ đâu phải em không rồi rồi đây là kiểm tra hành chính nha. Rồi chưa xem giấy tờ kia bằng lái đó này. Chỉ có cái từ đó cộng với cái photo chứng minh gì có không? Dạ chứng minh photo mà dạ. Bằng lái chỉ có không? Nói chung là em ba tháng cầm hết tự khổ quá đi cầm để nuôi nhà đó chứ không phải ấy đâu anh. Rồi mà chỉ có đấy là người phụ nữ này đang lưu thông trên đường thì bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, chị ta chỉ xuất trình được giấy tờ photo. Chị ta chính phủ công an phố đang tại kể từ ngày 15 đến 20 đến nay. Không? Những người nào đi xe trên đường phải đầy đủ giấy tờ xe mà lái. Yeah. Bây giờ không có giấy tờ xe mà lái thì bây giờ âm thời giữ. Phương tiện chị nha. Rồi giờ chừng nào mà có chị đem tờ xe đầy đủ em đem giải quyết chị lên cái cơ quan này nè nha. Giờ chị đem lên đi đầy đủ giấy tờ thì có người xử lý giải quyết cho chị lấy xe ra. Cầm đồ đó cái ba nơi hai nơi rồi mà giờ biết đưa thì người ta đâu có chỉ đưa luôn phải thông cảm đi em đâu có biết. Giờ lần đầu thì em biết em bị sai rồi. Lần sau thì em cũng cố gắng em đi giải quyết cho đem đầy đủ giấy tờ chứ. Giờ giữ phương tiện em là chết luôn, em có xem đi em chết luôn á. Sau khi giải thích lý do không mang theo bản chính vì đã phải mang giấy tờ đi cầm đồ. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông không chấp nhận lời giải thích này và đã lập biên bản chị lỗi điều khiển xe không bằng lái và đăng ký xe với tổng mức phạt là 1.350.000 đồng. Khi nào chị mang bản chính của các loại giấy tờ lên trụ sở thì mới được nhận lại xe. Sáng 19 tháng 5 năm 2020, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện trên đường theo kế hoạch của Công an thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 5 đến 14 tháng 6 năm 2020. Địa điểm kiểm tra là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều trường hợp không phát hiện lỗi vi phạm ban đầu nhưng cảnh sát giao thông vẫn yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong sáng 19 tháng 5, tất cả các phương tiện ô tô được yêu cầu xuất trình giấy tờ đều mang đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết. Ngược lại, khá nhiều trường hợp người đi xe máy không mang theo đầy đủ giấy tờ. Đa số được cảnh sát giao thông nhắc nhở và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Hôm nay vì sao mà chú bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra và mình cái đó là cái chuyên ngành của bên công an, người ta có quyền kiểm tra cho mình. Nhưng mình đầy đủ giấy tờ, mình không có phạm luật là được. Nhưng mà nhờ mấy chú công an nhắc nhở mình rút kinh nghiệm về sau. Vậy hôm nay là anh thiếu giấy tờ gì ạ? Tôi thiếu cái cà vẹt xe thôi, cà vẹt xe là của con gái nó sử dụng, bây giờ tôi mượn xe đi khám bệnh thôi. Cũng hơi rung mỹ từ đó giờ chạy xe không biết. không biết cái lỗi gì đó, mình không biết. Có nhiều khi những lỗi mà mình chưa biết, có những lỗi mà mình mới á, mình chưa cập nhật được á, rồi thấy anh dừng lại cũng hơi khớp khớp. Nhưng mà sau khi thì mấy anh thông báo cái kế hoạch của mấy anh là kiểm tra giấy tờ chú thấy sao? Thấy mừng, thấy là mình không có vi phạm rồi mình. Hôm nay chú thấy mấy anh cảnh sát giao thông ở đây làm việc như thế nào? Để mấy anh làm việc rất nhanh. Mấy anh cũng tới, mấy anh cũng tạo cái lòng tin á, có mấy anh cũng dạ. Coi như là để trấn an mình cho mình. Chứ vẫn còn rung mà. Bây giờ đó giờ không có bị bị thổi á. Cũng trong sáng cùng ngày, một phụ nữ chạy xe máy nhưng không mang theo bất kỳ giấy tờ gì đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện. Suốt quá trình làm việc với cảnh sát, chị luôn tỏ ra không hài lòng vì cho rằng chị không mang theo giấy tờ xe bằng lái xe trong người là do sợ bị cướp giật túi xách dễ rơi rớt. Lỡ họ mang đi rồi chị mất đồ rồi hả? Tại vì phụ nữ có xách túi vậy nè, lỡ nó giật túi sao? Mấy lần mất làm lại mấy lần rồi. Nhưng mà chị có biết cái việc mà mình không mang giấy tờ xe là bị có thể phải làm lệnh giao thông không? Thì nói chung là chị cũng không để ý cái chuyện đó đâu. Sau đó, người này đã bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Chị buộc phải gọi xe công nghệ để tiếp tục đi làm. Cảnh sát giao thông cho biết, luật giao thông đường bộ quy định, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ gồm giấy đăng ký xe, thường gọi là cà vẹt xe, bằng lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cùng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Các loại giấy tờ mà người dân mang theo khi điều khiển phương tiện phải là giấy tờ bản chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phù hợp với các loại xe đang điều khiển và còn hiệu lực. Ngoài ra, người lái xe còn phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong một giờ đồng hồ, tổ công tác đã tổng kiểm soát 26 trường hợp, trong đó có 6 ô tô, lập biên bản 3 trường hợp. Trong đó, 2 trường hợp vi phạm lỗi không có giấy tờ xe, bằng lái và 1 trường hợp không đi bên phải theo chiều đi của mình.